chính quy luật về chánh niệm sẽ thay đổi trung ương duy của bạn bàn tay chỉ sang phải suy nghĩ tiêu cực chỉ mạnh mẽ khi bạn tin vào chúng ở phương đông người ta tin rằng suy nghĩ có nguồn gốc chung chứ không phải riêng lẻ điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp chúng ta không kiểm soát được suy nghĩ của mình theo cách chúng ta nghĩ đây là lý do tại sao chúng ta nên lùi lại một bước và quan sát những suy nghĩ của mình đau khổ bởi những suy nghĩ tiêu cực chỉ xảy ra khi chúng ta gắn mình với chúng Bàn tay chỉ sang phải, bạn phải tự đi trên con đường riêng của mình, thực tế phủ phàng của cuộc sống là chúng ta phải tự cứu mình khỏi những xung đột nội tâm. Một khi chúng ta làm được điều đó, cuộc sống bên ngoài sẽ bắt đầu dội xuống chúng ta như những làn nước mát trong lành. Bàn tay chỉ sang phải thực tế duy nhất là chính khoảnh khắc này. Điều thú vị về bộ não con người là khả năng của nó lặp đi lặp lại trong quá khứ và tương lai. Trớ trêu thay, những thứ này không tồn tại thứ duy nhất thực sự tồn tại là giây phút hiện tại mọi thứ khác là một phần nhỏ trong trí tưởng tượng của bạn bàn tay chỉ sang phải một cuộc sống dễ dàng không phải là một cuộc sống đầy chiến thắng thật không may đấu tranh được dệt thành kết cấu của vũ trụ nhưng cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng nó biến bạn thành một người mạnh mẽ hơn mặc dù mỗi bước có thể khó khăn nhưng miễn là bạn biết mình đang đi đúng đường nó sẽ dẫn bạn đến nơi bạn muốn điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm gì cả trên thực tế đó là tất cả lý do để bạn tiếp tục bàn tay chỉ sang phải bình yên nội tâm thuộc về chính bạn chứ không thuộc về ai khác hầu hết mọi người đều quan tâm đến cách người khác nghĩ về họ nhưng sự thật là bạn không nhìn vào người khác để tìm thấy chính mình thay vào đó bạn nhìn vào bên trong nội tâm và đánh giá chính mình bàn tay chỉ sang phải bạn tạo ra trong tâm trí mình đầu tiên Thế giới chỉ là thứ hai. Bộ não của chúng ta thực sự thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và vũ trụ. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là không hành động gì trừ khi bạn hoàn toàn bị thuyết phục rằng mình biết mình đang làm gì. Bàn tay chỉ sang phải nếu bạn tin nó, hãy sống với nó. Chắc chắn bạn có thể đứng trên một ngọn núi và trao giảng một số sự không ngoan tuyệt vời, nhưng bạn có thực sự đang sống cùng nó không? Cho đến khi bạn làm điều đó, đó chỉ là một mớ lý thuyết viễn vông. đây là lúc mà trở thành duy nhất phát huy tác dụng. Bàn tay chỉ sang phải buông bỏ kiểm soát. Quyền kiểm soát mang lại một ảo giác nhất định về sự an toàn và chúng ta muốn có cảm giác như thể chúng ta được bảo vệ. Nhưng điều trớ trêu là không có thứ gọi là kiểm soát theo nghĩa tối thượng. Chúng ta không thể kiểm soát thực sự mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Nắm bắt được điều này càng sớm thì chúng ta càng hạnh phúc bàn tay chỉ sang phải nếu bạn muốn có lợi ích bạn phải chịu trả giá điều gì trong cuộc sống của bạn đáng để phải đau khổ điều này sẽ giúp bạn tìm ra những con đường để giải thoát hãy luôn nhớ mọi thứ trong cuộc sống đều là cho và nhận mối quan hệ cộng sinh là toàn bộ bao trùm cuộc sống này